Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quan tâm của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô vợ chặn bừa. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua dòng kể của Thu Huệ. Nhiệm dài dài cũng phải trở về Hải Thành. Ngày mai là ngày đến lớp đầu tiên nên cô bay chuyến sau Lily luôn. Lần này cô lại phải đi một mình vì Trịnh Minh Vũ có công việc không thể qua cùng cô nữa. Cô đành lủi thủi lên máy bay. Những ngày học đầu tiên chào đón cô rất xuân sẻ. Quả thật thầy Cao Thái Thành dạy rất hay. Những bài giảng của thầy rất cuốn hút Nên cô học tập và ghi chép rất đầy đủ Sáng nay khi cô vào lớp Chọn cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn Thì có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Mình ngồi đây có được không? Nhiếp dài dài ngẩng đầu lên Là một người con trai Chắc cũng chạc tuổi cô Đường nét khuôn mặt tinh xảo, điện trai Dù gì cũng là ghế của trường Không phải ghế của cô Nên cô gật đầu cho có lệ Một lúc sau, hắn bắt đầu bắt chuyện cậu tên gì vậy theo phép lịch sự giai giai cũng niềm nở đáp lại nhiếp giai giai còn cậu lâm việt trì rất vui được làm quen ồ sau này có gì giúp đỡ tất nhiên rồi sau khi nghỉ giải lao hắn ta vẫn lẽo đẽo theo cô nhiếp giai giai cô ăn chưa một mình à ừ có gì không à tôi cũng ăn một mình hỏi cô có muốn ăn chung không Dài dài nghĩ một lúc ăn trưa thôi Thì cũng chẳng có gì Nên gật đầu Cả hai nói chuyện cũng khá hợp Nhưng cô không muốn kết thân lắm Vì người ở Lạc Thành kia rất thích ăn giấm Đến lúc ra về Hắn cứ lẽo đẽo ngỏ ý muốn đưa cô về Không lẽ cô lại chửi cho hắn một trận Đúng lúc này Một chiếc ô tô đỏ chói Dừng lại ngay bên cạnh hai người Cởi xe bắt đầu hạ xuống Chắc hạo nhiên Dài dài anh đưa em về Nhiệp dài dài nghĩ, lao lên xe trước rồi tính, cứ phải cắt cái tên này ra đã, dù gì chắc Hạo Nhiên vẫn đáng tin cậy hơn. "Xin lỗi, tôi có việc rồi." Nói xong cô mở cửa xe bước vào ngồi, chiếc xe lăn bánh đi vút, để lại Lâm Việt Trì đứng suy nghĩ ở đó. Nhưng không ai biết, từng hành động của cô với chắc Hạo Nhiên đều được chụp lại. Ở trên xe. xanh so biết tôi ở đây." "Đất của anh mà, sao anh lại không biết?" phải chào đón em nồng nhiệt đến với hải thành chứ nhỉ không cần cảm ơn chắc hạo nhiên bật cười một tay cầm tay lái một tay kê lên cửa sổ em dùng bữa tối với anh đi chắc hạo nhiên ngỏ lời tôi với anh chắc là không thân thiết đến vậy sao em lại tuyệt tình như vậy chứ anh có chuyện muốn nói với em giữa hai ta thì có chuyện gì để nói thì cứ vào đi rồi biết hai người họ ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng kiểu pháp Hiện giờ cô cũng chẳng có nhã hứng mà ăn. Muốn nói gì nói nhanh đi. Sao lại vội vàng như vậy? Nhiếp sai sai, anh muốn hỏi em sao em lại đồng ý cưới Minh Vũ? Liên quan gì tới anh chứ? Sa hạo nhiên cười, dựa vào chiếc ghế tựa nhìn cô. Em hiểu về Minh Vũ bao nhiêu? Hai bọn anh từng yêu nhau à? Bốn chữ cuối cô nói nhỏ lại. Sa hạo nhiên nhớ mày. Không ngờ chuyện quái nào cô cũng nghĩ ra được. Em nghĩ nhiều rồi Không có gì tôi đi trước đây Nhiếp dài dài cầm lấy túi sách Định xài bước đi Chắc Hạo Nhiên nói Nhiếp dài dài Anh nghĩ là em sẽ hối hận Sau khi thật sự hiểu về con người của anh ta Anh khuyên em đừng yêu hắn Nghe được câu này Nhiếp dài dài quay lại mỉm cười với anh Xin lỗi tôi đã yêu mất rồi Sau đó bước chân cô chắc nịch Gõ xuống sàn Rời khỏi nhà hàng Chắc Hạo Nhiên nhíu mày rồi em sẽ hối hận chiếc máy ảnh từ xa cứ tách tách liên tục chắc hạo nhiên nhìn vào ống kính vẫy tay tên chụp ảnh run rẩy bỏ chạy tên chụp ảnh ngồi một góc trong bụi cây tối om gửi ảnh đi sau khi ảnh được gửi xong hắn đứng dậy định đi về ai đã bảo mày làm việc này tên kia run rẩy đến nỗi không đứng vững khi thấy hạo nhiên hắn ta khóc lóc cầu xin đại ca đại ca có người bảo tôi theo sát anh chụp ảnh lại Rồi cho tôi một đống tiền Tôi vì đồng tiền mà mở con mắt Không nhìn thấy Thái Sơn Anh tha cho tôi Chưa kịp nói xong Thì có một thứ gì đó mát lạnh Áp thẳng lên đầu của tên kia Hắn ta sợ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên Cũng không dám hé miệng nửa lời Ở đây là công viên Và hiện giờ đã khuya Nên chẳng còn ai xung quanh nữa Đoàn, tiếng súng vang lên Tên kia lủng một chỗ lên đầu Nằm xuống đất bất động Trác Hạo Nhiên vứt lại khẩu súng, quay người bước đi. Dọn dẹp. Người còn lại cung kính cúi đầu, "Vâng, lão đại." Nhịp dài dài về tới nhà tắm rửa sạch sẽ, cô lên giường nằm suy nghĩ về những gì Trác Hạo Nhiên nói. Hối hận, tại sao chứ? Đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại của cô lại vang lên, là Trịnh Minh Vũ gọi đến. "Alo, cục cưng." "Anh có thể bây giờ bay sang đó." "Thôi thôi, em xin." trịnh minh vũ cười nhẹ đang làm gì vậy đang suy nghĩ về anh về điều gì ừ, hôm nay em gặp hạo nhiên mặt trịnh minh vũ tối sầm lại đừng tiếp xúc nhiều với hắn hai bọn anh là quan hệ gì thế sao nhìn hai người đang rất ghét nhau phải không khó nói lắm muộn rồi em ngủ đi ờ nhiếp dài dai tắt điện thoại tắt đèn đi ngủ nhưng vẫn không thể kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ kia nhắc đến chắc hạo nhiên thì trịnh minh vũ rất lạ suy nghĩ một lúc cô cũng ngủ thiếp đi sáng nay có tiết cô muốn dạo dạo xung quanh hải thành vì thoải mái nên cô chọn cho mình một bộ đồ rất đơn giản mái tóc cũng được cô cột đuôi ngựa cao lên nhìn gọn gàng phô bày được hết đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô cô đi dạo ở các khu mua sắm chỉ tính dạo xem thôi chứ không có ý định mua bởi vì nếu mua nhiều sẽ mất công mang về có một cửa hàng thời trang cao cấp trưng bày rất nhiều mẫu đẹp. Cô muốn ghé vào xem thử một chút. Nhân viên nhìn thấy cô xem một vòng nhưng không lấy gì thì tỏ vẻ mặt khó chịu nói. Để quý khách không mua gì thì có thể rời đi bởi vì cửa hàng đang rất đông. Nhịp dài dài nhíu mày nhìn quanh, cửa hàng chỉ có vài ba người mà kể cả là có vậy cũng không nên đuổi khách đi mới đúng chứ. Dài dài hỏi. Cô là nhân viên mà sao lại có thái độ kỳ cục vậy? Thưa cô, nếu cô lỡ tay làm sách Hoặc làm sơ cô có đủ tiền để đền hay không Và chúng tôi cũng không có khả năng chịu trách nhiệm Đây đều là những mẫu mới nhất Được nhập khẩu Chỉ mới ở trưng bày cửa hàng của chúng tôi thôi Cô bình tĩnh đi lăng nhi Người ta thèm thuồng muốn nhìn một chút Cũng có sao đâu Cô chủ Nhìn thấy người đến cô nhân viên cúi đầu chào Nhếp dài dài theo tiếng gọi Quay người lại nhìn Khuôn mặt này quen quen Hình như là cũng học ở lớp của thầy Cao Thái Thành Cô ta nhanh nhỏ lên tiếng Nhếp dài dài Mỹ nữ của lớp thầy Cao Thành à Nhìn tầm thường như vậy Mà cũng xứng với danh Mỹ nữ sao Cô ta nâng mặt nói chuyện rất đanh đá Nhếp dài dài còn chẳng biết cô ta là ai Cái gì mà Mỹ nữ nữa chứ Dài dài chẳng hơi đâu mà quan tâm Tiếp tục xem Nhưng mẹ kia cứ đi theo lại nhải Cô thích chúng đến vậy à Nể tình học cùng lớp Tôi bố thí cho cô mấy bộ nha nói rồi cô ta giật lấy một cái váy ném thẳng vào mặt của giai, giai 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 không chịu nổi nữa mà quát lên này cô kia tôi làm gì cô mà cô hành xử với tôi như vậy <laughs> thấy cô có vẻ thèm thuồng nên tôi tặng cô thôi lại còn sĩ giai giai cũng chẳng vừa từ nhỏ tới lớn cô là người không phải ai cũng dễ dàng bắt nạt giai giai cầm lấy chiếc váy đã rơi xuống đất kia à nhìn theo hành động của cô rồi nhếch mép <laughs> nghèo còn bày đặt nhưng mà chưa đắc ý được bao lâu chiếc váy kia đã lao nhanh về phía mặt cô gái đó mạnh tới nỗi cô ta lắc lư người rồi ngồi vịt xuống đất cô ta đanh mặt hét lên cô làm cái trò gì vậy ăn miếng trả miếng thôi cô ta chật vật đứng dậy cầm chiếc váy được lắm chiếc váy rơi rồi cô mau đền đi dài dài có thể dùng số tiền đó cho ăn xin nhưng không muốn bố thí cho cái loại người như vậy cô ném trước cô làm bẩn không có liên quan tới tôi không có tiền trả thì nói mau đi Thì ra cô cũng nghèo khổ đến vậy Chỉ là một chiếc áo cũng không đủ rộng lượng để bỏ qua Mà phải bòn rút từng chút một sao Tôi có thể rộng lượng với ai Nhưng mà không rộng lượng với cô Không có tiền chứ gì Đồ nhân viên ở bên kia đấy Mặc vào đi và bắt đầu làm việc Nhiệm dài sai không muốn đôi co nữa Muốn dạo một chút mà cũng thật xui xẻo Bước chân định rời đi Cô ta thấy vậy thì cầm tay cô lại quát Tôi nói mà cô không nghe rõ sao Bảo an đâu Bảo an đây Giọng Lâm Việt Trì vang lên rõ một một Anh Lâm Ninh Thiên Nhu Em làm gì vậy Ninh Thiên Nhu chỉ thẳng vào mặt của nhiếp dai dai nói Cô ta làm bẩn áo ở cửa hàng Nhưng mà không chịu đền Nhà Ninh và nhà Lâm có quan hệ thân thiết Từ nhỏ Ninh Thiên Nhu đã thích Lâm Việt Trì Thế anh đăng ký lớp học của thầy Cao Thái Thành Cô cũng, cũng đăng ký theo Nào ngờ hôm qua nhìn thấy hai người thân mật với nhau Cô tức chết Hôm nay lại gặp được nhiếp sai sai Ở trong cửa hàng của mình Cô ta không bỏ qua cơ hội châm chọc Thiên Nhu Em mau xin lỗi cô ấy đi Ninh Thiên Nhu nâng cầm Vì sao phải xin lỗi một đứa quê mùa Mà không biết an phận này chứ Nhiếp dài Sai không nhịn nổi nữa Cô không muốn đứng đây nhìn một màn anh em thâm tình Cô cũng không bất ngờ Khi thấy Lâm Việt Trì ở đây cô đành bước lại chỗ người nhân viên gần đó rút một chiếc thẻ đen ra bảo cô ta đi thanh toán ninh thiên nhu nhìn theo nhíu mày rồi lại nhìn nhiếp say sai sải bước ra khỏi cửa hàng sao có thể thiên nhu em tự làm tự chịu trách nhiệm đi đến lúc gặp chuyện đừng có tìm anh lâm việt trì nói rồi bỏ đi cô ta có gì mà khiến anh lâm có vẻ sợ đến vậy ninh thiên nhu cũng không tin cô ta ghê gớm đến vậy nên cũng không quan tâm lời cảnh cáo Điều làm cô ta tức chết Là anh ấy thấy vậy Mà lại đi bảo vệ nhiếp sai sai Ở một quán ba nào đó Tại Lạc Thành Có một tên nào đó gọi Việt Trì bên này Lạc Thân Sao rồi Tán đổ em gì đó Xinh xinh trong lớp mày chưa Thôi lại mất đầu như chơi Sao vậy Bạn của tôi hôm nay cũng biết sợ sao Thử là mày đi Hôm qua tao thấy chắc Hạo Nhiên đến chở em ấy Chắc Hạo Nhiên Mày không nhìn nhầm chứ Không nhầm Tao đang sợ vãi đái Hôm qua ra về Định chơi ẻm luôn Nhưng mà may là chưa kịp chơi Thì may mắn thấy chắc hạo nhiên Lúc nãy đi ngang qua Tao còn thấy con nhỏ Ninh Thiên Nhu gây chuyện với ẻm đấy Nhỏ đó chết chắc rồi Sao vậy Nhỏ đó cũng được mà Lại còn thích mày Tao không thích Từ ngày hôm đó Nhiếp dài dài cứ nhìn thấy Lâm Việt Trì Lắn chạy như ma đuổi nhưng còn Linh Thiên Nhu Cô đi đâu Ả à, ta cũng nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhiếp dài dài cũng chẳng sạch hơi mà quan tâm Ngày mai là sinh nhật của Trịnh Minh Vũ rồi Dạo này anh đang đi công tác ở nước ngoài Không biết anh đã về chưa Cô muốn là người đón sinh nhật cùng với anh ấy Lấy điện thoại ra gọi cho Minh Vũ Tiếng chuông vang lên mấy giây Thì liền có người bắt máy Cô rất vui vẻ Dù anh bận đến mấy cũng không bao giờ cúp máy cô bên kia chị minh vũ đang họp tiếng chuông vang lên anh giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi bắt máy còn bật loa ngoài như muốn khoe khoang là anh có vợ vậy minh vũ ngày mai anh bay qua đây đón em được không sao vậy anh ôn nhu nói khác hẳn với tính cách cộc cằn lúc nãy mọi người trong cuộc họp nhìn anh như một tên đa nhân cách vậy đúng là chỉ có phu nhân mới có thể làm được điều này giọng nói trong điện thoại lại bắt đầu vang lên thì mai là sinh nhật của anh mà Đây là sinh nhật đầu tiên em đón cùng với anh Anh bận không về được Giọng nhiếp dai dai dẫu dĩ nói Ừ um, thôi được rồi Anh làm việc đi Ừ Cục máy mọi người trong cuộc họp phỉ cười Đại boss chẳng biết sổ dành vợ gì cả Có ngày mất vợ như chơi Nhiếp dai dai ủ rũ nằm xuống giường Cô hối hận rồi Cô không nên đi học để bây giờ cô nhớ anh đến chết cũng không có gặp được mặc dù anh không đến nhưng cô vẫn tự tay vào bếp làm một chiếc bánh sinh nhật định bụng gọi video hát tặng sinh nhật cho anh nói là làm cả một buổi tối cô ngồi làm bánh với sự trợ giúp của đầu bếp chiếc bánh hoàn toàn xong cũng rất gì và này nọ cô đem bỏ vào tủ rồi đi ngủ ngày mai cô còn có tiết học mãi tới chiều muộn thầy mới cho về mặc dù mệt nhưng thầy dạy rất hay nên cô cũng rất thích Cô về nhà mở cửa ra Chạy vào phòng như thường lệ Cô ôm đầu vì va phải một thứ gì đó ngẩng đầu lên là Trịnh Minh Vũ Cô bất ngờ đu cả người lên người của anh Anh cũng vui vẻ giữ lấy cô Minh Vũ Em cứ tưởng anh bận Bất ngờ không Bất ngờ lắm Chúc mừng sinh nhật anh Nói rồi cô hôn vào má anh một cái Trịnh Minh Vũ nhớn mải nói Anh muốn lâu hơn Chưa đợi nhiếp dai sai hiểu anh áp sát cô vào tường Hôn lấy môi cô mạnh bạo Cô cũng không từ chối mà phối hợp theo Mồi lưỡi cứ quấn quyết như thế Mãi tới khi cô không thể thở nổi nữa Anh mới buông cô ra Hối hận chưa Hối hận rồi Giờ có hối hận cũng không được về nữa Nhiệm dài dài sụ mặt Rồi cô nhớ ra Mình có làm bánh kem Nên muốn xuống bếp lấy bánh Em đã làm bánh kem cho anh Trịnh Minh Vũ nhớn mày Ở đâu dưới bếp Em xuống lấy cho anh nha Không nói nhiều Trịnh Minh Vũ bế ngang người cô Đi xuống bếp Dưới sự hâm mộ của các hậu nữ Chiếc bánh kem hình trái tim được đưa ra Tuy còn nhiều chỗ vụng về Nhưng vẫn rất đẹp nhiếp dài dài thắp nến Và bắt anh phải cầu nguyện thổi nến Trịnh Minh Vũ ho ho vài cái Rồi cũng phải làm theo Anh cầu nguyện rồi thổi phù nhiếp dài dài nhộn người lên hỏi Anh cầu nguyện gì vậy Em mau sinh con cho anh Cô lườm anh không thèm chấp Sau khi giải quyết bữa tối Cùng với chiếc bánh kem no nê Trịnh Minh Vũ lại bế cô lên phòng Ăn hết sạch Sáng sớm ngày hôm sau Cô lại phải lưu luyến nhìn anh trở về Lạc Thành Còn một tuần nữa là kết thúc khóa học Trong 3 tháng này đối với cô mà nói Thực sự là bổ ích Từ biệt thự đến trường đi bộ chưa đầy 30 phút Nhếp dài dai nổi hứng Muốn tản bộ hóng gió Dài dai, dai ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh thẳm Không một gợn mây mong vạn sự bình yên. Ngày cuối cùng, thầy Cao Thái Thành luôn tổ chức một bữa tiệc, coi như là một bữa tiệc chia tay. Hôm đó, nhiếp dài dài, diện trên người một chiếc váy trắng tay bồng, ôm sát cơ thể, khoe ra ba vòng xinh đẹp, nhưng vẫn rất thanh lịch kín đáo. Sau đó tự mình lái xe đến nơi tổ chức tiệc. Đặt chân vào bữa tiệc, cô đã nhìn thấy Ninh Thiên Nhu đang nhìn cô chằm chằm. Chắc là ta lại sắp bày trò rồi. Cô nghĩ bụng như vậy, nhếch môi cười nhạt Sau đó tự tin tiến vào sảnh Tìm một chỗ đứng ít người Thưởng thức rượu ngon Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều anh chàng Vẫn nhìn thấy và muốn mời cô một ly rượu Nhưng đều bị cô từ chối Cô bắt đầu cảm thấy phiền phức Tôi có thể mời quý cô một ly được không? Xin lỗi tôi không thể uống được nữa Vậy sao trịnh thiếu phu nhân? Nhếp dài sai bất ngờ ngẩng đầu lên Minh Vũ Chị Vinh Vũ nở một nụ cười với cô Ngày cuối cùng Không ngờ lại được gặp anh ở đây Nhâm nhai dài dài Nhào vào lòng ôm anh lấy Anh cũng sẵn sàng đón nhận cái ôm ấm áp của cô Một lúc sau đèn trong sảnh tắt Chỉ còn lại ánh đèn chiếu trên sân khấu Thầy Cao Thái Thành bước lên Muốn bày tỏ đôi lời Các em học sinh thân mến Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng Thầy cho ta gặp mặt nhau Cảm ơn các em đã tin tưởng và đồng hành cùng ta Trong suốt 3 tháng vừa qua Thế mong các em sau này Ai cũng sẽ thành công Trên bước đường kinh doanh của mình Và mong rằng những thứ thầy dạy cho các em Góp một phần nho nhỏ nào đó Vào sự thành công ấy Đó là niềm vinh dự của thầy Thầy có một người bạn Luôn làm thầy ngưỡng mộ Vì cậu ấy rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh Hôm nay thầy đã cố gắng Mời cậu ấy và may mắn là được sự đồng ý đến Để cùng chia sẻ một chút kinh nghiệm Đây là vinh dự của thầy Cũng như của tất cả các em mời cậu bước lên sân khấu thấy trịnh minh vũ sửa sang quần áo cô quay qua hỏi là anh à minh vũ cười cười vuốt tóc cô ừ um. nói xong anh xả đôi chân dài bước lên sân khấu mọi người vỗ tay đôm đốp trước giờ anh không bao giờ như vậy luôn cộc cằn khó tính lạnh lùng sống mà chẳng nhìn mặt ai nhưng kể từ khi gặp cô anh giống như là trái đất quay ngược chiều kim đồng hồ ngược quy luật của tự nhiên chỉ để cưng chiều cô dung hợp với cô. Nhiệm dài dài nhìn theo bóng sáng anh bước lên sân khấu, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đến cơ thể cao to. Tất cả mọi thứ ấy đều đang thuộc về cô, chỉ riêng cô. Cô ngơ ngẩn với khuôn mặt ấy đến mức chẳng biết anh đang nói gì, cũng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Trong tiêu cự của cô bây giờ chỉ có mỗi mình anh. Tầm mắt của anh ở trên sân khấu cũng chỉ nhìn cô, mỗi chỉ riêng cô. Đang mãi ngắm nhìn anh, có một tên phục vụ lỡ tay làm đổ ly rượu lên tay của nhiếp dài dài Tên phục vụ cúi người xin lỗi cô díu dít Dài dài cũng không muốn làm quá lên Vất tay vào anh ta rời đi Rồi mình đi vào nhà vệ sinh Chị Minh Vũ cũng đã thấy Anh nhíu mày một cái rồi vẫn tiếp tục trình bày Ninh Thiên Nhu đã đợi sẵn trong nhà vệ sinh Chờ nhiếp dai dai bước vào Cô ta cầm một chiếc khăn đã tẩm thuốc Vọt ra bịt vào miệng của dai dai Bởi vì tốc độ quá nhanh Nên dai dai không kịp phản ứng cô dãy ruộng một chút rồi cũng thiếp đi ninh thiên nhu cười khẩy <cười> vậy mà cũng dám lên mặt sao con đàn bà này có gì mà lâm việt chỉ lại sợ như vậy để xem hôm nay thiên nhu cho cô ta biết chết là thế nào cô ta kéo lê nhiếp dai dai vào một phòng vệ sinh lấy cây kéo đã chuẩn bị sẵn cắt bộ đồ trên người nhiếp dai Sai ra tan tác như một chiếc rẻ lau sau đó thiên nhu còn lấy nước đổ lên người của dai dai không quên chụp lấy vài tấm ảnh rồi mới rời đi chắc hạo nhiên nổi tiếng hải thành tất nhiên cũng không thiếu giấy mời bình thường anh chắc chắn sẽ không đi nhưng vì có biết là có nhiếp dai dai nên anh đành bớt thời gian đến xem thử chắc hạo nhiên bước tới sảnh mọi người đều xì sầm bàn tán hai đại boss lạc thành và hải thành bỗng dưng hôm nay đều xuất hiện ở đây dự tiệc những cô tiểu thư tham dự học đều cảm thấy không uổng với ba tháng học này rất xứng đáng bên này Đình Thiên Nhu trên tay lắc lắc ly rượu vang Đang tự mình đắc ý Nhìn thấy Trác Hạo Nhiên Cũng không thoát khỏi sao xuyến Nhìn thấy Trịnh Minh Vũ đang ở trên sân khấu Trác Hạo Nhiên nhếch môi đi một vòng Muốn tìm nhếp dai sai Nhưng mà tìm chỗ nào cũng không có Trịnh Minh Vũ đã nói xong Anh bước xuống dưới Sự lưu luyến của mọi thiếu nữ Rồi tiến về phía Trác Hạo Nhiên Mọi người bất xác Lấy điện thoại ra chụp lễ cảnh này Trời ơi Hai người tuyệt trần đứng bên cạnh nhau Chắc hạo nhiên Cậu thấy dai dai đâu không Chắc hạo nhiên đút tay vào túi quần nói Vợ anh không giữ lại hỏi tôi sao Trịnh Minh Vũ nhớ lại chi tiết Tên phục vụ đổ nước ra tay Anh cảm thấy là có điểm rồi Không hay rồi Minh Vũ nói xong Chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh Chắc hạo nhiên thấy vậy cũng chạy theo Mọi người sợ hãi hốt hoảng Nhường đường cho hai hung thần khét tiếng này cái quái gì vậy Buồn vệ sinh cũng buồn đôi sao Trịnh Minh Vũ hung hăng Đạp chân vào từng cánh cửa phòng vệ sinh Chắc hạo nhiên liền hiểu cũng đạp theo Cánh cửa bật ra Nhếp nhai dai nằm tựa vào tường Dai dai Chắc hạo nhiên lên tiếng nhưng không tiến vào Anh đứng ngoài chờ trịnh Minh Vũ Bước vô xem xét tình hình Minh Vũ nhíu mày Cởi bỏ áo vét trên người tròn lên người cô Rồi bế bổng cô lên Chắc hạo nhiên sốt sáng hỏi Minh Vũ có chuyện gì vậy? Tên phục vụ. Minh Vũ nói xong, bế cô bước thẳng ra ngoài dưới con mắt của rất nhiều người. Mọi người liền xì xào. Có chuyện gì vậy? Trịnh Tổng bị ai từ nhà vệ sinh ra vậy? Nghe bảo là Trịnh Tổng đã có vợ rồi, có phải là cô hay không? Kia không phải là nhiếp dai dai sao? Ai cũng thắc mắc trong đầu với 10 vạn câu hỏi vì sao. Còn Ninh Thiên Nhu thấy một màn này thì nhíu mày. Cô ta có quan hệ gì với Trịnh Tổng nhỉ? Trong đám người kia có người thốt lên Khi không phải là khác hạo nhiên sao Không phải là anh cũng vào tìm cô gái kia chứ Mọi người đồng loạt Nhìn về hướng chắc hạo nhiên Không chật đi đâu được Hai đại boss đang tìm một cô gái Chắc hạo nhiên nhìn thẳng vào mặt của Cao Thái Thành quát Hỏi hết phục vụ ra đây Không sót một tên Cao Thái Thành liền cho các phục vụ ra xếp hàng một hàng Trịnh Minh Vũ đưa nhiếp dài dài đi ra xe Để cô nằm ngay ngắn Rồi quay trở vào Anh đút một tay vào túi quần Chị và tên sếp đang đứng không vững vì rôn Cậu bước ra đây Ninh Thiên Nhu thấy tình hình không ổn Liền len lén rời đi Nhưng tên phục vụ phụ sợ quá chứ ai hỏi gì Liền phun hết ra Cô ta Chính là cô ta đưa tiền Bắt tôi đổ nước lên tay tiểu thư Tôi không dám làm trái Xin hai anh tha cho tôi tên phục vụ, vụ vừa nói vừa chỉ tay về phía Ninh Thiên Nhu sắp sửa chuồn đi. Tất cả mọi người theo hướng cánh tay chỉ nhìn về phía Ninh Thiên Nhu. Mọi người thậm nghĩ Ninh Thiên Nhu cô chết chắc rồi. Không đợi Trịnh Minh Vũ làm gì chắc hạo nhiên đã tiến lại túm lấy tóc của Ninh Thiên Nhu kéo mạnh không hề nể nang cô ta là phụ nữ. Ninh Thiên Nhu hét lên vì vừa đau vừa quê. Cô đường đường là tiểu thư nhà họ Ninh mà lại bị người khác túm đầu lôi đi chắc hạo nhiên ném cô ngã ngửa ra trước mặt trịnh minh vũ tiếp theo làm gì đây lão minh vũ trịnh minh vũ không để ý chắc hạo nhiên gọi mình là gì anh mặt lạnh tay nhìn đinh thiên nhu nói đưa cái điện thoại ra đinh thiên nhu run rẩy móc điện thoại ra rồi làm rơi cả ra đất trịnh minh vũ không nhanh không chậm dùng chân đạp một cú cái điện thoại vỡ vụn dưới con mắt sợ hãi của tiểu thư họ ninh Tất cả mọi người trong phòng Cũng im xe không một tiếng động Trịnh Minh Vũ nổi tiếng máu lạnh Nhưng bây giờ bọn họ mới có thể tận mắt chứng kiến Ninh Thiên Nhu biết là mình sắp tiêu rồi Cô ta quỷ xuống khóc lóc van xin anh Nhưng cánh tay của cô ta Vô tình chạm vào mũi giày của Trịnh Minh Vũ Trịnh Minh Vũ tức giận Anh vung chân đạp một cái Cô ta ngã ngửa ra sau Anh ghét đàn bà chạm vào người của mình Ninh Thiên Nhu chống tay ngồi dậy Thì thấy Lâm Việt Trì đứng gần đó Cô ta khóc lóc gọi với theo Việt Trì, cứu em Lâm Việt Trì đã cảnh cáo cô ta Mà cô ta không nghe Giờ anh đứng một bên nhếch mép xem kịch vui Thế cô ta gọi tên mình Hắn không muốn liên lụy Nên lập tức quay người bỏ đi Tì vọng cuối cùng bị dập tắt Đinh Thiên Nhu nhắm nghiền mắt Hai hàng nước mắt chảy dài Bàn tay cuộn chặt hình nắm đấm Không ngờ Lâm Việt Trì là con người như vậy Trịnh Minh Vũ nhờ người lấy cho anh một cây kéo Đưa cho tên phục vụ đã đổ nước lên người nhếp dai dai Bắt anh ta cắt bộ váy của cô ta ra Thành một nghìn mảnh Thiếu bao nhiêu mảnh Thì bị đập bấy nhiêu cái Tên kia run rẩy Cầm lấy kéo cúi xuống cặm cụi cắt Ninh Thiên Nhu hét lên Không, người cút ra Chắc hạo nhiên tiến lại Cho Ninh Thiên Nhu một cái bạt tay Để ả ngậm cái miệng lại Đau đầu quá rồi Khói miệng cô ta rách ra Ứa cả máu đành ngồi yên mặc cho tên phục vụ cắt đến khi gần lộ đến những chỗ nhạy cảm. Trịnh Minh Vũ cũng không rảnh ngồi đây xem, vợ anh còn đang chờ. Anh giao lại cho Hạo Nhiên rồi xải bước chân rời đi. Chắc Hạo Nhiên nhìn Ninh Thiên Nhu ngán ngẩm, giao lại cho đàn em rồi, mình cũng nhanh chóng rời đi. Cao Thái Thành đau hết cả đầu, bữa tiệc của ông cuối cùng lại biến thành một bãi chiến trường, không biết phải nói lại với Ninh Tổng một tiếng thế nào đây. Lúc Trịnh Minh Vũ quay lại xe, nhưng dai sai vẫn còn chịu tác dụng của thuốc mê Cô vẫn còn ngủ Anh lái xe đưa cô về biệt thự Tắm rửa giúp cô thay đồ Để cô không biết gì về chuyện này Sáng tỉnh dậy Đầu của nhiếp dai dai đau như bố bổ Cô vẫn không biết vì sao mình lại về nhà rồi Hôm qua cô nhớ là Mình vào nhà vệ sinh Sau đó không có sau đó nữa Trịnh Minh Vũ gọi cô xuống ăn sáng Dai dai chạy vào vệ sinh cá nhân Rồi nhanh xuống bếp ăn sáng Cô hỏi Xong qua em chẳng nhớ gì vậy Anh đưa em về à Em uống say quá nằm trong nhà vệ sinh ấy Anh tìm thấy em rồi đưa em về Trịnh Minh Vũ nói như thật Như dài dài vỗ lấy chán Nghĩ bụng mất mặt quá Xử lý xong bữa sáng Dài dài lên phòng dọn dẹp quần áo Tối nay trở về Lạc Thành Cuối cùng thì cũng đã kết thúc 3 tháng học ngắn ngủi Thời học sinh chính thức chấm dứt Cô có hơi buồn Cũng có chút vương vấn Nhưng còn ba mẹ ông nội nữa Cô phải về cô nhớ họ quá rồi. Trịnh Minh Vũ không lái xe mà gọi taxi cùng cô ra sân bay về Lạc Thành. Đến sân bay, dai dai bảo muốn vào phòng vệ sinh, Minh Vũ cũng đứng chờ gần cửa. 10 phút, 20 phút trôi qua, không thấy người ra, mà máy bay thì cũng sắp cất cánh. Trịnh Minh Vũ lại tiếp tục nhíu mày chạy vào nhà vệ sinh nữ. Anh đành gõ cửa từng phòng, nhưng nhận lại là tiếng la mắng, chửi anh là tên biến thái. Nhận ra không có dai dai ở đây, anh vội vã chạy ra ngoài và nhìn quanh Phải rồi Lúc nãy có một bà lao công Túm theo một chiếc túi rác rất to bước ra Anh không nên lơ là như vậy Trịnh Minh Vũ dùng chân Đạp đổ luôn cái vali của cô gái đứng rất gần Cô ta tính quay lại Chửi cho anh một cái Nhưng mà nhìn thấy mặt anh liền dựng vali vội vã kéo đi Trịnh Minh Vũ vội vã Cho dừng tất cả các chuyến bay lại Ở trong nước còn dễ tìm Nếu mà để bay ra nước ngoài Chuyện tìm được như mò kim đáy biển anh check hết camera ở sân bay Nhưng không biết là ai vô tình hay là cố ý Cảnh bà lao công liên tục bị cắt sạch Anh không thể biết bà ta đi hướng nào Chết tiệt Mình vũ đấm vào tường Một cái rõ mạnh Là ai? Là kẻ nào to gan Dám bắt người của anh Trong cơn tức giận Anh lại nhìn thấy trong camera xuất hiện một người Mà người đó không ai khác Chính là Trác Hạo Nhiên Trịnh Minh Vũ lầm bẩm Trác Hạo Nhiên sao? Anh lái xe thật nhanh Lao thẳng đến căn cứ riêng của Sắc Hạo Nhiên Vừa nhìn thấy người đến Những tên canh cổng nhìn nhau không biết nên làm gì Trịnh Minh Vũ xông thẳng vào xong Thì cuối cùng Hai tên canh cổng vẫn quyết định ngăn lại Trịnh Minh Vũ Chưa có phép chưa được vào Trịnh Minh Vũ nhớn mày nhìn hai tên canh cổng Được lắm Hai tụi mày dám cản tao Lùi ra Nếu tụi mày còn muốn nhìn thấy bình minh vào sáng mai Hai tên canh cổng nhìn nhau cũng e sợ chưa biết phải làm thế nào Thì Phong Tiêu Hành bước ra Để anh ấy vào Hai tên canh cổng mừng rớt nước mắt Lui về chỗ đứng Trịnh Minh Vũ bước vào nói lớn Phong Tiêu Hành Mà gọi Trác Hạo Nhiên xuống đây Bình tĩnh đi Trịnh Minh Vũ Có gì chúng ta ngồi xuống giải quyết Chuyện gì mà ồn ào thế Trác Hạo Nhiên cuối cùng cũng bước ra Không đợi Phong Tiêu Hành báo lại tình hình Trịnh Minh Vũ sông lên Nhếp dài dài đâu? Chắc hạo nhiên nhíu mày. Nhiếp dài dài, không phải là cô ấy đi với anh sao? Cô ấy mất tích rồi. Tôi thấy cậu ở sân bay. Tôi muốn đi tiễn cô ấy một chút thôi. Ai biết bao lâu mới gặp lại cô ấy nữa? Vậy Nhếp dài dài đâu? Sao lại hỏi tôi? Chắc hạo nhiên như nhớ ra điều gì đó. Tháng trước tôi có gặp Nhếp dài dài. Sau đó bắt được một tên chụp ảnh tôi và cô ấy trịnh minh vũ nhìn chắc hạo nhiên không biết phải làm gì bỗng chuông điện thoại của trịnh minh vũ vang lên là nhiếp dai dai gọi minh vũ vội vàng bắt máy dai dai em đang ở đâu nhưng mà đầu dây bên kia không có ai trả lời chị nghe thấy tiếng thở đều đều minh vũ phất tay ra hiệu cho người định vị vị trí bỗng lúc này có tiếng phát ra là giọng nói của một người đàn ông ồ con đàn bà ngu ngốc dứt lời tiến hiệu bị cắt, Minh Vũ gọi, "Dai dai, dai dai." Anh quay sang hai tên đang định vị vị trí, "Tìm ra chưa?" "Được rồi." Trước đó, tại một phòng VIP trong khách sạn, Dai Dai bị bắt đến trong tình trạng hôn mê, sau khi cô tỉnh dậy, thấy tay chân của mình bị trói, đến cả miệng cũng bị dán băng keo. Cô vùng vẫy nhìn người đối diện ngồi trên một chiếc ghế nhung cao, hắn ta phì cười đứng dậy, cầm một khẩu súng ngắn màu đen nâng cầm cô lên giai giai vẫn tiếp tục vùng vẫy tên này là ai tại sao lại bắt cô với mục đích gì ồ thì ra đây là người đàn bà của chắc hạo nhiên nhiếp giai giai không hiểu chắc hạo nhiên từ khi nào cô là người của chắc hạo nhiên vậy bị bịt miệng không nói được khiến cô rất khó chịu hắn ta cười ha hả rồi ngồi xuống ghế lắc lư ly rượu vang rồi nhâm nhi uống nhiếp giai giai lần mò tìm được điện thoại lén lút bấm gọi cho Trịnh Minh Vũ. Tiên kia thấy nhưng rất bình thản. Hắn ta đứng dậy tiến lại gần cô nói. Ồ, con đàn bà ngu ngốc. Khẩu súng chĩa thẳng vào chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại thùng một lỗ, nhiếp dài sai cứng người ngồi im. Là súng, súng thật. Hắn ta vẫy tay với người đằng sau. Tên kia được lệnh rút ra trong một cây kim nhỏ, đâm vào người của nhiếp dài sai, khiến cô mất ý thức, ngất đi một lần nữa. Nhếp dài sai đang ở đâu Trịnh Minh Vũ cùng Sắc Hạo Nhiên đồng thanh hỏi Tên giỏ vị trí vã mồ hôi nói Khách sạn BBNT ở Hải Thành Hai đại boss nhìn nhau Sắc Hạo Nhiên cùng với Trịnh Minh Vũ chạy ra sân sau Nhanh chóng leo lên trực thăng Thấy Trịnh Minh Vũ trần chờ không lên Sắc Hạo Nhiên bất nhiên nhẫn nói Anh làm cái gì vậy Minh Vũ Minh Vũ lủi lại nói Cậu bay qua trước báo tình hình cho tôi mà kệ trịnh minh vũ chắc hạo nhiên cho quạt khởi động rồi bay thẳng đến khách sạn bbnt đứng quan sát qua ống nhòm trên cao chắc hạo nhiên nhìn thấy giữa sân thượng là một người đàn ông và một người phụ nữ bị trói vào ghế người đó không ai khác là nhiếp dai dai nhưng không chỉ có hai người xung quanh họ là trên dưới mười người được trang bị súng đầy đủ chắc hạo miên nhíu mày là thế lực nào đây hạo nhiên theo bản năng Báo lại tình hình cho Trịnh Minh Vũ Tất nhiên là anh không ngu đáp thẳng xuống sân bay Xuống sân thượng Mà hạ cánh ở sân sau Rồi đi thang máy lên Minh Vũ sau khi nhận được thông báo Thì tức tốc chạy vào căn cứ tìm phong tiêu hành Phong tiêu hành Cho tập hợp 20 xạ thủ Bắn tỉa tầm xa Lên xe đến khách sạn BBNT Phong tiêu hành trần chừ, Anh không có lý do để làm theo Khi chưa nhận được lệnh từ cấp trên Đó là xác Hạo Nhiên Phong tiêu hành anh có nghe tôi nói không Trịnh Minh Vũ Chúng tôi rất tiếc Nhưng Đừng có cãi lời tôi Đưa bọn họ lên xe đi Lời của Trịnh Minh Vũ Nói ra Chắc như đinh đóng cột Không hiểu sao Phong Tiêu Hành lại tuân lệnh làm theo Sau khi 20 xạ thủ Bắn tỉa tập hợp Anh nói Tất cả mọi người lên xe Di chuyển đến những tòa nhà xung quanh khách sạn BBNT Chọn một chỗ thuận lợi Ngắm bắn từ xa đến sân thượng những dạ thủ vẫn đứng đờ ra đó Không biết nên làm theo hay không Nhanh Các anh còn có xem tôi là lãnh đạo lão đại nữa hay không Lão đại Nói xong Tất cả di chuyển đến những nơi thuận lợi Để ngắm bắn Chỉ trong vòng 30 phút Đã ổn định hết thảy Chắc hạo nhiên lên tới nơi Anh đẩy cửa sân thượng bước lên Đặt chân lên Anh đã nghe tiếng lên đạn Sau đó mọi cây súng Đều chỉa thẳng vào người của anh chắc hạo nhiên vẫn bình tĩnh tiến lại anh rất bất ngờ khi thấy rõ mặt người kia lăng kiêu ồ bất ngờ không chắc hạo nhiên à không lão đại của tôi ngươi làm gì ở đây quả nhiên không sai người con gái này rất quan trọng với mày nhỉ lăng kiêu dùng đầu súng mát lạnh di chuyển hết khuôn mặt của cô đừng có đụng vào cô ấy nếu ngươi muốn chết đến giờ mà còn to mồm như vậy sao nếu có tin bây giờ chỉ cần một cái vẫy tay của ta Là trên người ngươi ấy. Không còn chỗ nào để mà thủng nữa không Chắc hạo nhiên nhìn một vòng xung quanh Rồi lại nhìn lăng kiêu Lăng kiêu thả cô ấy ra Người ngươi muốn là tao No 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 chắc hạo nhiên Người ta muốn là con đàn bà này Nó nhất định phải chết dưới tay của tao Lúc này Trịnh Minh Vũ cũng chạy lên đến nơi Không khác gì chắc hạo nhiên anh cũng ngạc nhiên khi thấy Lăng Kiêu là kẻ cầm đầu. Lăng Kiêu? Ồ, con đàn bà này có vẻ rất quan trọng với cả hai người nhỉ. Đến cả Cựu lão đại cũng phải đến đây để giải cứu sao? Lăng Kiêu, cho ta một lý do để ngươi làm như vậy đi. Không lẽ phải chắc hạo nhiên, ngươi thật là dễ quên. Sự thật 5 năm, năm trước. Lão đại, dừng lại đi. Nếu không tất cả anh em đều sẽ chết. Trác Hạo Nhiên vội vã quỷ xuống, van xin người ngồi ghế nhung cao, mà người đó không ai khác chính là Trịnh Minh Vũ. Lão đại, chỉ vì một tên gián điệp không xác định rõ, mà anh cho giết hết hai men em ở đây sao? Trịnh Minh Vũ không để tâm lời của Trác Hạo Nhiên nói, anh phất tay ra lệnh cho thuộc hạ nã súng. Hai men em trong đó có một tên gián điệp bị bắn chết dạt ngay tại chỗ. Lão đại, Trác Hạo Nhiên hét lên. Trịnh Minh Vũ đứng dậy nói với Trác Hạo Nhiên. Hạo nhiên Nếu là cậu Cậu sẽ xử lý thế nào Truy tìm Đợi đến lúc cậu tìm ra Thì cả căn cứ đến mảnh áo còn không còn sót lại Chắc hạo nhiên không nghe gì lọt vào tai nữa Trước mắt anh là một đám anh em Đang nằm trong vũng máu Trịnh Minh Vũ đứng ra giữa nói lớn Với các thuộc hạ khác Mọi người có ai không đồng tình với cách xử lý của ta không Tất cả nhìn nhau Rồi rụt rè giơ tay lên Trịnh Minh Vũ cong môi cười được Từ nay Ta không còn là lão đại của các ngươi nữa Chắc Hạo Nhiên sẽ thay ta Lãnh đạo căn cứ Chưa chờ mọi người kịp phản ứng Chị Minh Vũ xảy chân Ngồi lên xe đi vút Một năm sau Dưới sự chỉ huy của Chắc Hạo Nhiên Căn cứ vẫn hoạt động mạnh mẽ Chắc Hạo Nhiên cầm súng Dí vào chán của một cô gái trẻ Mà người đó là người yêu của Lăng Kiêu Cô gái đó là Mộng Nhiên Lăng Kiêu quỷ xuống Dập đầu cầu xin Lão đại Tôi tin tôi dám lấy mạng sống của mình ra Để cược rằng cô chắc chắn không phải là gián điệp Chắc hạo nhiên Anh làm ơn tin tôi đi Đừng giết cô ấy Chắc hạo nhiên tức giận Đá lăng kêu ra xa Đừng để chuyện tình cảm Anh gần đến tập thể Không, chắc hạo nhiên Đoàn Cô gái trẻ trước khi bị bắn Vẫn mỉm cười xinh đẹp Rồi đổ gục xuống lang kiêu hớt hải chạy lại đỡ cô gái Anh khóc Đừng, đừng mà mộng nhiên Em không được chết Cô gái dùng một nhịp thở yếu ớt Sờ lên mặt chàng trai Anh là con trai Không được khóc Cho hạo nhiên mất kiên nhẫn Bắn cho cô gái một phát nữa Dưới sự ngỡ ngàng của lăng kiêu Mộng nhiên ngay lập tức tắt thở Kể từ ngày hôm đó Chẳng ai thấy lăng kiêu đâu nữa Mà nửa năm sau chắc Hạo Nhiên mới tìm ra gián điệp thật sự của năm đó, phải là mẹ của Mộng Nhiên, người làm bếp của căn cứ chắc hạo nhiên cũng tìm đến phần mộ của mộng nhiên đặt lên một bó hoa xinh đẹp xin cô tha thứ cho hành động bồng bột của anh cũng trong năm đó anh gặp được nhiếp sai sai ở hải thành và yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên một cô gái xinh đẹp có phần mạnh mẽ chắc hạo nhiên yêu cô say đắm cô cũng rất yêu anh cho đến một ngày nhiếp sai sai biết được anh là cầm đầu của một đường xây buôn bán vũ khí ngầm ông nội cô không chết vì già mà theo cô được biết có vài tên lưu manh đang truy sát nhau và người ông xấu số của cô bị bắn nhầm khi đang đi dạo nên cô rất căm ghét những người như anh những người trong căn cứ của anh và cả hai chia tay sau đó gia giai bắt đầu một cuộc sống phong lưu yêu qua rất nhiều công tử thiếu gia chỉ để quên chắc hạo nhiên cho đến một ngày cô gặp được trịnh minh vũ Lăng kiêu tôi biết là tôi sai Tình thế lúc đó đưa đẩy tôi phải làm như vậy Tôi đã tìm đến phần mộ của mộng nhiên Để xin lỗi cô ấy Anh phải hiểu cho tôi Hiểu Đến một câu cuối cùng Anh cũng không thể cho cô ấy được nói với tôi Chắc hạo nhiên người như anh ấy Không xứng có được tình yêu đâu Ngày hôm nay cho dù ta phải chết Ta cũng sẽ đưa con đàn bà này đi cùng Ta phải cho ngươi nếm thử cảm giác Thấy người con gái của mình Bị giết ngay trước mặt của mình Mà không làm được gì Lăng Kiêu dõng dạc nói Tao cho ngươi một cơ hội để thả cô ấy ra Minh Vũ mất kiên nhẫn nói lớn Lăng Kiêu lên đạn dí thẳng đầu súng Và đầu của nhiếp dài dài cười ha hả Nữa đi trịnh Minh Vũ Đúng thật là ngươi không xứng đáng làm lão đại Nhiếp dài dài mơ màng mở mắt ra Trước mắt cô là xác Hạo Nhiên Cùng Trịnh Minh Vũ Xung quanh là một đám người đang cầm súng Cô hốt hoảng dãy rủa Nhiếp dài dài cả hai lão đại đồng thanh kêu lên từ đằng sau chuyển đến giọng nói lạnh tanh cựa quẩy nếu như cô chán thở giai giai cảm nhận được cây súng đang ở trong đầu của mình đành bất lực ngồi yên minh vũ tức tối anh từ từ cho tay lên trời lăng kiêu cho hiệp kiểu chuyện gì những tên thuộc hạ trang bị đầy đủ súng của hắn bị bắn nằm gục xuống sàn chắc hạo nhiên cùng trịnh minh vũ như một tia chớp nhặt lấy khẩu súng bắn chuẩn vào lăng kiêu nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước. Dù bị bắn trúng nhưng hắn vẫn cho Siếp Sai Sai một phát đạn. Ban đầu hắn định bắn ngay vào đầu của xiếp dai dai, nhưng vì quá bất ngờ cộng thêm bị bắn vào ngực hai nhát khiến hắn bắn lệch vào sau gáy của dai Sai. Sau cùng hắn nằm gục xuống sàn. Trịnh Minh Vũ kêu lên: dai dai, dai dai. Minh Vũ vứt súng chạy lại phía cô, còn chắc hạo nhiên cho người lá thực trăng trở lên. Minh Vũ bế cô nhanh nhẹn. Lên trực thăng Bay tới bệnh viện lớn nhất Trung Quốc Dài dài, cố lên Minh Vũ để cô nằm trên đùi Một tay bịt lại vết thương Một tay cầm lấy tay của cô Áp lên môi của mình Nhiếp dài dài còn lại một chút ý thức Cô yếu ớt nói Minh Vũ Đúng là trước kia Em chẳng ưa anh một điểm nào cả Đừng nói gì nữa dai dai Máu đang chảy Minh Vũ máu từ trong miệng của nhiếp say sai trào ra cô mỉm cười sẽ nói tiếp nhưng mà ngày càng em chợt nhận ra em rất yêu anh rất rất yêu yêu anh hơn chính bản thân của mình minh vũ nhắm nghiền hai mắt miệng vẫn áp sát vào bàn tay đang dần lạnh đi của cô gái minh vũ dù có ra sao anh cũng phải sống thật tốt cảm ơn anh vì đã yêu em vì cố nói nên máu từ trong miệng lại tiếp tục trào ra dính hết lên người của Trịnh Minh Vũ. Dài dài, đừng nói nữa, gắng lên em, sắp tới nơi rồi. Dài dài, đừng ngủ, mở mắt ra. Minh Vũ bóp lấy gáy cô thật đau để cô không được ngất đi. Nhếp dài dài đã cố gắng mở mắt nhưng không được. Hai mắt cô như có gì đó rất nặng đẻ lên, buộc cô phải nhắm mắt. Tay của Nhếp dài dài cố gắng giơ lên muốn vuốt ve khuôn mặt của anh lần nữa, nhưng cánh tay giơ lên một chút rồi rơi xuống. Dài dài hai mắt nhắm nghiền Trong vòng tay của anh Dài dài, dài dài Mau lên, sắp đến nơi chưa Chiếc trực thăng hạ xuống Người của bệnh viện đã nhận được lệnh Chuẩn bị xe để cho nhiếp dài dài Bác sĩ giỏi nhất ở Trung Quốc Cũng được tập hợp lại để cấp cứu cho nhiếp dài dài Mình vũ chạy theo cán đẩy Cho đến khi cô được đưa vào phòng cấp cứu Cửa phòng đóng lại Còn anh đứng ở ngoài Chắc hạo nhiên lúc này cũng đã chạy đến Anh thở hồng hồng Ngồi trên băng ghế chờ Chị Minh Vũ cũng lảo đảo ngồi xuống Nhìn anh bây giờ trông rất sơ xác Khắc hẳn với ngày thường Là một tổng tài luôn cao cao tại thượng Trước mặt mọi người Anh khóc rồi Đó là giọt nước mắt đầu tiên của 20 năm qua Chắc hạo nhiên cũng bất ngờ Trên chiếc áo sơ mi trắng Toàn là máu của nhiếp dai dai Y tá đi qua còn hốt hoảng Tưởng anh bị thương rất nặng Nên chạy lại hỏi thăm Thì bị anh tặng cho một câu Cút cả hai im lặng ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng cuối cùng chắc hạo nhiên lên tiếng minh vũ là lỗi của tôi tôi nên tránh xa cô ấy ngay từ lúc đầu tôi vậy thì chết đi giọng của trịnh minh vũ không nhanh không chậm vang lên rõ một một trong sảnh tôi không muốn nghe bất cứ người nào nhận lỗi về mình chắc hạo nhiên im lặng tựa ra sau ghế nhắm nghiền mắt lại đã nửa ngày trôi qua Đèn trên phòng phẫu thuật cũng chưa có ý định tắt Còn hai người đàn ông Cứ ngồi đờ đó không nói một lời Chắc Hạo Nhiên lại lên tiếng Nhìn anh ghê quá Anh đi tắm rửa Rồi nghỉ ngơi đi Minh Vũ Mà Trịnh Minh Vũ cũng không có ý định Rời khỏi tầm mắt ra khỏi cửa phòng cấp cứu Đợi thêm tầm nửa ngày tiếp theo Các bác sĩ cuối cùng cũng bước ra Một vị bác sĩ nước ngoài nói bằng tiếng Anh Ai là người nhà của bệnh nhân? Minh Vũ và Hảo Nhiên đứng bật dậy Minh Vũ tiến lại gần nói bằng tiếng Anh lưu loát Là tôi Vợ tôi sao rồi Bệnh nhân được đưa đến kịp thời Đã gấp đạn Đã qua cơn nguy kịch Nhưng mà tình hình vẫn phải theo dõi thêm Hai chàng trai thở vào Ngồi bệt xuống ghế Cuối cùng cô cũng đã Cố gắng chiến đấu để trở về bên anh Lúc này Phong tiêu hành hớt hải của một đám đàn em chạy đến Thấy chắc hạo nhiên Nhưng mà anh ta vẫn đứng trước mặt Trịnh Minh Vũ tự nhiên nói Lão đại Trịnh Minh Vũ nhíu mày ngẩng đầu lên Ai là lão đại của cậu Lung Trịnh Minh Vũ đưa nhiếp dài dài lên trực thăng Phong Tiêu Hành cũng chạy đến nơi Chắc hạo nhiên nói lớn với Phong Tiêu Hành cùng các thuộc hạ Tiêu Hành Các anh em Từ nay trở đi Trịnh Minh Vũ chính thức trở lại làm lão đại của chúng ta Bởi vì anh ấy xứng đáng hơn Mọi người có đồng ý không? Nếu không có cách xử lý nhạy bén của Trịnh Minh Vũ Thì ban nãy không chỉ nhếp sai sai Mà đến anh cũng chỉ còn lại cái xác Mọi người trần trừ một lúc Rồi đồng thanh hô Đồng ý Tốt Trịnh Minh Vũ Ban nãy chúng tôi đã cho người dọn xác của Lăng Kiêu Nhưng không tìm thấy một chút dấu vết nào Chúng tôi nghi ngờ Sau lưng của Lăng Kiêu Vẫn có một thế lực khác Nên anh ta mới dám hành động Và hành động một cách tỉ mẩn như vậy Bây giờ nếu để nhiếp sai sai ở bên cạnh anh Chắc chắn là sẽ gặp nguy hiểm Trịnh Vinh Vũ Chúng tôi nợ anh một lời xin lỗi Căn cứ cần anh, anh em cần anh nhiếp dài dài cần anh Phong Tiêu Hành nói một tràng như vậy Chị Minh Vũ nghe không sót một từ Thế lực đằng sau lăng kiêu sao Tất cả thuộc hạ Đứng dọc thành một hàng Chắc hạo mình cũng đứng dậy cung kính chào một tiếng Lão đại mừng anh trở về Bây giờ điều duy nhất Anh có thể làm cho nhiếp sai sai Chính là rời xa cô Trịnh Minh Vũ không nói gì Nhưng ngầm đồng ý Anh nhắm mắt lại tựa người ra sau Xin lỗi em, nhếp sai sai Minh Vũ cuối cùng cũng có thể thả lòng một chút Anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ Rồi thay một bộ quần áo khác Cầm chiếc áo đầy máu của sai sai trên tay Anh nhíu mày rồi thẳng tay Ném vào thùng xác Mặc dù vậy Đôi chân hư hỏng của anh Vẫn vô thức tiến lại phòng của nhếp sai sai Cô nằm trong phòng khử trùng Xung quanh là bốn bức tường rắn chắc Không có ai được phép bước vào Ngoại trừ bác sĩ chuyên ngành Minh Vũ đặt tay lên bức tường phòng lạnh buốt Mà cô đang nằm trong đó Rồi xoay người dựa vào tường Ngồi xuống mặt đất suy nghĩ Chắc hạo nhiên vừa đến nơi thấy vậy Cũng lắc đầu rời đi Không muốn làm phiền Đã hai tuần rồi Cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Anh cứ ngồi hàng giờ trên băng ghế Nhìn vào cánh cửa ra vào Bác sĩ lại tiến vào Khiến anh mất kiên nhẫn đứng dậy túm lấy áo của ông ta nhấc lên Sao cô vẫn chưa tỉnh Bác sĩ hốt hoảng giải thích Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi Nhưng vẫn đang trong thời gian điều trị Súng bắn vào chỗ nguy hiểm Nên Mình Vũ lấy lại bình tĩnh Buông tên bác sĩ ra Anh làm sao mà không hiểu Lăng Kiêu đã bắn trúng chỗ nguy hiểm chứ Điện thoại vang lên Là ông nội anh gọi Con nghe Alo Mình Vũ Ông vừa từ Mỹ về Nhưng không thấy hai đứa ở nhà Hai đứa đi đâu cả rồi Nghe nửa hầu nói mấy tuần nay Mấy đứa không có về nhà Cháu với Giai Giai đi công tác Thế chừng nào hai đứa về Khi nào xong việc thưa ông Được rồi, cẩn thận đó Minh Vũ không nói gì nữa Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại Tay cầm điện thoại từ từ trượt xuống bên tai Điện thoại cứ thế Rớt xuống, nghe len keng Rồi lại trở về im lặng anh không thể ngày nào cũng ngồi đây ở công ty và căn cứ công việc đã bắt đầu trồng chất, cần anh xử lý. Mấy ngày nay Minh Hạo đã vất vả nhiều rồi. Anh trở lại công ty nhưng không về nhà. Nếu giờ anh về, ông nội sẽ lại hỏi chuyện nhiếp dai sai làm anh nhức đầu. Minh Vũ có biệt thự riêng ở Lạc Thành, nhưng anh không ở vì muốn sống chung với ông nội. Ông đã già rồi, không để ông tuổi thân thêm nữa. Nhưng dạo gần đây, đều đến biệt thự ngủ qua đêm, Doanh lại đến công ty Sau đó qua căn cứ Giờ nghỉ trưa Anh lái xe tới bệnh viện xem xét tình hình Một ngày làm việc của anh không ngừng nghỉ Tình khi vốn đã cọc cằn Bây giờ lại cọc cằn hơn Trịnh Minh Vũ vẫn đang điều tra tin tức Về thế lực đứng đằng sau Lăng Kiêu Anh không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này Anh không biết chắc chắn ngày mai Hắn sẽ làm gì Nhưng Lăng Kiêu như bốc hơi như khỏi mặt đất vậy Hôm nay như mọi ngày Giờ trưa anh lái xe đến bệnh viện vào hôm nay Bác sĩ cho người nhà bệnh nhân vào thăm Anh phải mặc đồ bảo hộ Để không mang theo vi khuẩn vào phòng Gia Gia được đeo mặt nạ dưỡng khí Xung quanh cô là dây nối chẳng chịt Không gian thì yên ắng Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim Cứ vang lên tít tít đều đặn Anh tiến lại để nhìn cô gần hơn một chút Nhìn khuôn mặt anh yêu lâu hơn một chút Dài Giai dậy đi Anh từng nói với em là Cưới em về cho phép em ngủ đến 8-9 giờ nhưng em đã ngủ lâu quá rồi đấy Câu chuyện kinh hoàng ngày hôm đó Cứ thế bị bỏ lại quá khứ Đã hai tháng kể từ ngày nhiếp say sai Nằm ở trên giường bệnh Cô đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt Chị Minh Vũ như mọi ngày Đến thăm cô xong Định đứng dậy rời đi Thì ngón tay cô khẽ cử động Anh sợ mình nhớ cô đến phát hoa cả mắt Cuối cùng Vẫn nên đi là gọi bác sĩ Bác sĩ tức tốc chảy vào Sau một lượt kiểm tra Bác sĩ bước ra thông báo cho anh biết Nhếp dài dài đã lấy lại sức Nhưng mệt quá vẫn còn ngủ Chắc là chốc nữa sẽ tỉnh thôi Mình Vũ không biết nên vui hay nên buồn Bởi vì anh biết khi cô tỉnh lại Cũng là lúc anh phải rời xa cô Anh gọi điện thông báo cho Trác Hạo Nhiên Sau đó gọi cho Minh Hạo Chuẩn bị cho anh một tờ đơn ly hôn Minh Hạo không tin vào tai của mình Còn tưởng là nghe nhầm Thiếu ra Anh nói cái gì cơ Đơn ly hôn Hai vợ chồng họ không thể hạnh phúc hơn đi Giờ cái gì mà ly hôn Tôi không muốn nhắc lại lần hai Nói xong Minh Vũ cúp máy Chắc Hạo Nhiên nhận được thông báo xong Tức tốc chạy đến bệnh viện Cũng như nghe được cuộc đối thoại giữa Minh Vũ và thư ký Chắc Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh thở dài nói rượu cô ấy sẽ hạnh phúc Buổi chiều nhiếp gia dai, dai tỉnh dậy thì không thấy ai cả Cô không có một chút sức lực nào để ngồi dậy Cuối cùng thì cô vẫn có thể sống sót Vì cô yêu anh Nên cô mới cố gắng vực dậy như vậy Đời này cô nguyện sống chỉ để yêu anh Một vị y tá bước vào Thấy cô tỉnh liền mỉm cười Cô đút cháo cho nhếp dài dài ăn Mấy tháng qua Cô chỉ được truyền dịch sinh dưỡng Để duy trì sự sống Nhưng hiện giờ cảm thấy rất đói Nhưng dài dài vẫn đang mong chờ một người nào khác xuất hiện Người đã cho cô ý chí để sống tiếp Cô y tá sẽ đi một lúc rồi mà anh vẫn chưa đến Gia Gia cảm thấy một mình ở trên giường bệnh Rất cô quảnh Nhưng vẫn chưa thể rời khỏi giường vì cô rất yếu Đến lúc cô đi ngủ thêm một giấc nữa Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm Cô muốn đi vệ sinh Nhưng không có ai giúp đỡ Thực ra Trịnh Minh Vũ cũng đã ngồi ngoài cửa phòng cả ngày Nhưng anh chưa biết phải đối diện với cô thế nào Nên đã không vào Nhếp dài dài cầm lấy cây chuyển nước Chống thân khó di chuyển vào phòng vệ sinh nhưng vì thân thể của cô bây giờ quá yếu Nên cô đã ngã xuống đất Cô đau quá kêu lên Minh Vũ hốt hoảng Định nâng chân chạy vào phòng Nhưng nghĩ lại Anh lại chạy đi gọi y tá Sáng sớm ngày hôm sau Minh Vũ vẫn ngồi trước cửa phòng Không thèm chậm mắt Chắc Hạo Nhiên đem bữa sáng đến Cũng thấy bất lực nói Anh định trốn cô tới bao giờ đây Vào đi Minh Vũ dốc hết tinh thần Giận lấy đồ ăn bước vào phòng Nhìn thấy Trịnh Minh Vũ bước vào Gia Gia như được tiếp thêm sức sống Cô mỉm cười Cũng không có ý trách anh Sao đến tận bây giờ mới đến Anh đặt đồ ăn lên bàn Quay sang nhìn cô Phút trước cô cảm thấy ánh mắt ấy của anh Nhìn cô rất xa lạ Tưởng chừng như anh đang ở ngay trước mặt Nhưng vươn tay ra cũng không thể với tới Vũ Cuối cùng thì anh cũng đến rồi Dài dài nở ra một nụ cười tươi như hoa Không ể có một chút ý nào là tự trách móc của anh vì anh đến trễ Thà rằng cô cứ trách anh Cứ giận dỗi anh Còn khiến anh dễ chịu Đối mặt với cô của hiện tại như vậy Anh không nỡ để cô đau lòng Ừ Cả hai rơi vào im lặng Chắc hạo nhiên đứng bên ngoài Nghe ngóng Thế không ổn mới bước vào Nhiếp dai dai Hạo nhiên Em đỡ mệt chưa Cũng đỡ rồi Tính là vào giải vây Nhưng mà tình hình này Lan cũng chẳng biết nói gì thêm Cả ba lại rơi và im lặng Chị Minh Vũ lấy lý do cô mệt cần nghỉ ngơi thêm Và công ty còn nhiều chuyện xử lý Nên đã rời đi Hiện tại cô mới tỉnh dậy nên còn rất yếu Nếu bảo cô ký đơn ly hôn Chắc là cô sẽ rất suy sụp Nhưng sau đó anh nghĩ Anh cần phải dứt khoát hơn Lúc đang xem hồ sơ Minh Vũ mở ngăn bàn ra Lấy tờ đơn ly hôn Sau đó lái thẳng xe tới bệnh viện Cửa mở ra Gia Giai phấn khởi chào đón Vũ, ở đây chán quá Anh dìu em ra ngoài đi xạo một tí nhé Bỏ ngoài tai những lời cô nói Một tay của anh đút túi quần Một tay cầm lấy tờ giấy tiến lại giường bệnh với khuôn mặt lạnh tanh Dài sai, sai chưa bao giờ thấy anh như vậy Cô có phần sợ hãi Nhiếp dài dài Cô từng nói Chỉ hợp tác giả vờ hạnh phúc Để ông nội vui thôi Chắc là cô cũng muốn giải thoát rồi Ký vào đây đi Hôm nay cô chính thức tự do Gia Gia nghe một vòng không hiểu Chị Minh Vũ để bản ly hôn Kèm theo một cây bút lên người của cô Cô cầm lên tờ giấy Đập vào mắt của cô đầu tiên Là ba chữ đơn ly hôn Ban đầu cô còn tưởng là mình nằm lâu đến nỗi Bị suy giảm thị lực Cô run rẩy ngẩng đầu lên nhìn anh nói Anh nói cái gì vậy Vũ Cái gì đây Minh Vũ nhớn mày Đây là điều cô muốn Trịnh Minh Vũ Hôm xảy ra chuyện có phải là anh ngã cầu thang đập đầu vào đâu hay không? Phải Những ngày đầu tiên em thừa nhận là em rất ghét anh Và anh đã tước đi quyền tự do quyết định của em Nhưng mà hiện giờ em thực sự yêu anh Yêu đến phát điên Nhưng tôi thì không yêu cô mấy lâu nay tôi cứ nghĩ Chúng ta chỉ đã đang hợp tác Hợp tác sao? Thì ra anh đến đi sự trong trắng của cô cũng chỉ là hợp tác Thì ra biết bao nhiêu lần Anh giải vây cho cô cũng đều là hợp tác thì ra là anh ân cần ngọt ngào với cô Tất cả mọi thứ anh làm cho cô Đều là hợp tác Thì ra là lâu nay cô tự mình đa tình Gia Gia không tin vào mắt của mình Chỉ biết sững sở nhìn anh Suy nghĩ kỹ rồi ký vào đi Tài sản sẽ được cô toàn quyền quyết định Coi như là tiền bồi thường cho cô bấy lâu nay Nói xong Trịnh Minh Vũ quay người bước đi Thì tiếng nói đằng sau lại chuyển đến Minh Vũ Thì lý do anh tới cứu tôi là gì Sao lúc đó anh không để tôi chết luôn đi Anh không yêu tôi thì mặc xác tôi luôn đi Sao lại bắt sâu tôi sống Sao lại hành hạ tinh thần tôi thế này Dài dài cầm lấy gối Ném Thế nhưng sức lực của cô bây giờ Đến cầm gối cũng không nổi Minh Vũ không thèm quay lưng Chỉ bỏ lại một câu Cô phải sống để ký vào đơn ly hôn Tôi không muốn mang tiếng vợ chết Rồi anh sải chân bước nhanh khỏi phòng để lại một mình nhiếp sai sai Nó giản dụa nước mắt Đồ khốn tôi ghét anh Trịnh Minh Vũ tôi ghét anh Còn ba chữ em yêu anh Cô nói nhỏ chỉ bản thân mình nghe được Dài dài vỗ ngực khóc lớn Minh Vũ đứng tựa ở ngoài Nghe cô khóc như vậy Anh khẽ nói với bản thân Nhiếp dài dài Ai bảo anh không yêu em Anh còn yêu em nhiều hơn chính bản thân của mình Yêu từ lần đầu tiên gặp em Đến khi về già cũng không bao giờ hết yêu Nửa đêm Dài dai bật dậy Minh Vũ Anh đâu rồi Đừng bỏ em Nhìn quanh là một khoảng tối om Cô nhận ra bây giờ anh đã không còn bên mình Cô lại ôm mặt khóc Khóc cho đến khi mệt quá Mà thiếp đi Bên cạnh cô không có ai cả Bạn bè không, chồng không Bố mẹ cũng không Bởi vì sợ bố mẹ lo lắng Nên cô không dám báo tin Hàng ngày ăn thức ăn khô khan trong bệnh viện Rồi hôm xuất viện Cũng lủi thủi một mình về nhà Đơn ly hôn cô vẫn chưa ký Hôm xuất viện cô bắt taxi trở về trịnh xa Ông nội thấy nhiếp dai dai về Thì liền chạy ra niềm nở nói Đi công tác về rồi đấy hải cháu Nào vào nhà nghỉ đi Đi công tác sao Cô nhếch môi cười Ông nội lại hỏi thêm Minh Vũ đâu rồi À anh Vũ bảo là có công việc đột xuất Nên đã đến công ty rồi ạ à. Cái thằng này vừa đi công tác về Là lại có công việc ngay Nhiếp dai dài lên phòng Nằm phịch xuống giường Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái thế vậy Ở bệnh viện bí bách khó chịu lắm Tắm rửa sạch sẽ Cô lại vô thức cho anh đi làm về Rồi lại nhận ra Anh chắc sẽ không về đây nữa Cô nhắm mắt mãi bên có thể ngủ được Nhưng nửa đêm cô cứ gặp ác mộng Rồi lại tỉnh giấc Cô cứ mơ là anh cầm súng dí vào đầu cô Bắt cô ký vào đơn ly hôn Tỉnh dậy là cô liền trồm lên mở tủ xem đơn ly hôn Đã bị lấy đi chưa Nhưng may là nó vẫn còn đó Ông nội cứ hỏi Minh Vũ đâu Thì cô cũng chỉ biết nói là anh đã đi công tác Chứ không biết làm sao Cũng chẳng biết là có thể giấu ông được bao lâu nữa Cuối cùng cô vẫn là nên đến công ty một chuyến Nhếp sai sai lục lõi Tìm được một chiếc váy body đen khoét ngực xẻ tà mà cô mua từ lúc chưa cưới mặc lên người. Sau đó dùng che khuyết điểm, che đi bọng mắt sưng lên cả vì khóc. Môi son màu đỏ hơi trầm quyến rũ. Mà tóc dài thả tự do so xuống ngang hông. Cô soi mình trong gương một lúc, rồi hài lòng xách túi bước đi. Chiếc giày cao gót 5 phân và lên rõ một một trong sảnh. Tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào một tiếng. Trịnh thiếu phu nhân. Cô mỉm cười bước vào thang máy, dành riêng cho tổng tài, rồi ngang nhiên đẩy cửa bước vào chị minh vũ không nghĩ là cô sẽ đến dạo này tính khí của anh ta nóng hơn cả lửa thấy người bước vào mà không có cửa anh lập tức quát lớn cút ồ trịnh tổng còn muốn đuổi cả trịnh thiếu phu nhân sao chị minh vũ nhíu mày rời mắt khỏi đống hồ sơ ngẩng lên điều khiến anh bực mình hơn nữa là cô đang mặc cái quái gì vậy sao cô lại tới đây đến gặp chồng mình mà không được sao cô đặt cái túi sách xuống sofa rồi tự tin tiến lại gần anh Ngồi thẳng lên đùi Anh yêu Anh đừng như vậy nữa có được không Chị Minh Vũ đẩy ra Thì cô lại dùng tay tràng qua cổ của anh Khe ngực khẽ mập mờ dưới con mắt của anh Ít hầu bắt đầu đong đưa lên xuống Nhiếp dài dài vẫn muốn tìm cho mình một tia hy vọng Cô không tin là anh không yêu cô Cô không tin là anh có thể chịu nổi Sức hút này của cô Nhưng mà lần này Trịnh Minh Vũ cương quyết đẩy cô ra Giai Giai bị đẩy mạnh quá loạn trọng đứng dậy Đôi giày cao gót 5 phân chật đi Và cô ngồi bể xuống đất Mình Vũ không cố ý làm vậy suýt chút nữa anh đã sốt sáng đỡ cô dậy Nhưng vì cô Anh đã cố gắng ngăn bản thân lại Giai Giai lại bắt đầu rưng rưng Nhưng cô đã nhất quyết không được khóc nữa Cô giữ bình tĩnh đứng dậy Phủi phủi váy Lúc này có tiếng gõ cửa Mình Vũ nhìn nhiếp Giai Giai Nhưng có vẻ như cô không có ý định rời đi anh đành cho phép người ngoài kia vào. Minh Hạo bước vào thấy nhiếp dai sai thì hơi bất ngờ. Phu nhân. Dai dai mỉm cười, sau đó bước lại gần Minh Hạo. Chị Minh Vũ không thể thả lỏng chân mày nhìn cô giỏi trò. Minh Hạo, hôm nay nhìn cậu đẹp trai quá. Minh Hạo khóc thầm trong lòng. Xin phu nhân, con còn chưa có người yêu, con chưa muốn chết. Nhiếp dài sai tiến lại, định tròn tay qua người Minh Hạo. Nhưng cậu nhanh chân né ra Dài dài dẫm chân giận dỗi Cậu làm cái gì thế Minh Hảo Sao thế tôi mà cứ như ma đuổi vậy Dài dài lại tiến lại thêm một bước nữa Định ngã vào lòng của cậu ta Thì Trịnh Minh Vũ lên tiếng Đi ra ngoài đi Nhanh Tất nhiên là lời này Anh nói dành cho Minh Hảo Minh Hảo sợ hãi ôm đống giấy tờ Còn chưa được anh phê chuẩn Hớt hải chạy ra ngoài Dài dài đắc ý nhìn theo Sao lại đuổi người ta vậy minh vũ lấy lại phong độ hỏi có gì nói mau anh muốn giấu nội tới bao giờ đây ông ngày nào cũng hỏi anh đấy tôi chừng nào cô ký vào đơn ly hôn thì tôi nói dài dài tức rồi cô cầm lấy túi bước chân như đấm vào sàn rời đi lúc đóng cửa không quên đóng thật mạnh chị minh vũ ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại hai tay dài say lấy chán nếu giờ về nhà cô sẽ không chịu chủ được nhiều anh mà phát khóc lên nên cô lái xe đến quán bar Cô cần uống rượu để quên đi sự đời Khi nhiếp sai sai vừa và bước vào Đã có những tên háo sắc nhìn cô một cách thèm thuồng Và lãnh thiên Công tử sát gái có tiếng ở Lạc Thành Cũng để ý đến cô Hôm nay cô ăn mặc và trang điểm khác thường ngày Cộng thêm ánh đèn xanh tím mập mờ trong ba Không có ai nhìn ra Cô lại trịnh thiếu phu nhân Đợi cô uống 2-3 ly Lãnh thiên mới bắt đầu tiếp cận mục tiêu Mấy tên khác cũng tính chạy lại nhìn thấy lãnh thiên bọn hắn đành tủi tủi quay về chỗ ngồi lãnh thiên cầm ly rượu tự nhiên ngồi sát bên cạnh cô rồi nói mỹ nữ tôi có thể mời cô một ly không gia gia đang ngồi một góc uống rượu ngon lành thấy có người làm phiền thì có vẻ là không vui còn ngồi sát sàn sạt cô nữa định từ chối nhưng sau đó cô vô tình thấy trịnh minh vũ từ xa nên lại đổi ý Ồ, tất nhiên rồi soái ca Lãnh thiên nhấc mày đắc ý Anh ngẩng đầu uống với cô một ly Tay chân bắt đầu không yên Sởi soạn lên đuổi của cô Dài dài giữ bình tĩnh chặn tay lãnh thiên lại Rồi nói nhỏ vào tai của hắn Tìm phòng đã rồi tính Bên này Chị Minh Vũ thấy cô thân mật với lãnh thiên Thì bắt đầu nóng giận Lại nhìn thấy cô và hắn ta Cả nhau đi đâu đó Anh thẳng chân đạp đổ bàn rượu Mọi người trong ba hốt hoảng tránh xa Minh Vũ cuộn tay lại thành hình nắm đấm đuổi theo Lúc hai người chuẩn bị bước chân vào phòng VIP Trịnh Bình Vũ đã nhanh tay cầm lấy tay của Lãnh Thiên hất ra Lãnh Thiên tức giận Nhìn xem kẻ nào phá đám Thì thấy Trịnh Minh Vũ Hắn ta vã mồ hôi trào Ồ, Trịnh Thiếu đây à Không biết là có chuyện gì làm anh không vui Thấy cái bản mặt của mày là ông không vui rồi Mẹ kiếp Vợ của ông mà mày dám sơi sao Chưa chờ hắn kịp làm gì Trịnh Minh Vũ đã bố thí cho hắn ta một cú đấm Ngã sóng xoài ra sàn Nhiếp dài dài nhướng mày Cô còn thấy chưa đủ Nên giả bộ hốt hoảng ngồi xuống Ôi anh Thiên Dài dài đỡ Lăng Thiên dậy Rồi bay ra cái bộ mặt lo lắng Chị Minh Vũ cầm lấy tay của cô Dứt khoát kéo cô rời khỏi nơi này Ném cô lên xe Anh bảo tài xế khởi động cho xe lăn bánh Về trịnh xa Dài dài ngồi sát cửa sổ như thể Anh là bệnh chuyển nhiễm Cười nhạt Trịnh thiếu rảnh quá hay sao mà lại phá vỡ kèo ngon của tôi vậy Trịnh Minh Vũ chán ghét Ghé vào người của cô Dùng tay bóp cằm của cô nâng lên Để cô nhìn thẳng vào mắt của mình Chừng nào ký vào đơn ly hôn ấy, Thì muốn làm gì thì làm Tôi không muốn mang tiếng Có vợ ngoại tình đâu Nhịp dài dài bĩu môi Mang tiếng sao Mang về mà cưới làm vợ luôn đi Không thèm chấp Cô ngồi im không muốn tốn thêm nước bọt Để nói chuyện với chồng một tiếng về tới nhà Anh ném cho cô cái áo vét Để cô mặc lên người Anh không muốn để ông thấy cô trong cái bộ dạng này Hai người sáng bước vào nhà Làm ông rất vui Mới bữa, bữa nay ông cứ nghĩ Hai đứa cãi nhau Nên Minh Vũ mới không về nhà Bây giờ thì tốt rồi Trịnh Minh Vũ cũng nhiếp sai sai xin phép lên phòng Lên tới phòng Cơn tức giận cuối cùng cũng được bộc phát Anh nhấn người nhiếp sai sai vào tường Nâng cầm cô lên Trong sự ngỡ ngàng Tất cả mọi thứ cô làm Là để được lên giường với tôi à Được thôi Vậy từ giờ trở đi Ở yên trong nhà Tắm rửa sạch sẽ Nằm sẵn ở trên giường chờ tôi Được chứ Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô vợ chọn bừa Thu hệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video Và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn